Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một củ cốc chua nhà mình nha. Thích hợp cho nhà mình về ghép cốc Thái luôn. Này. Cây mini nhà mình nha. Cây này sau một thời gian nhà vườn thu hoạch này. Coi cái củ này. Rất là dữ luôn nha. Này. Cái cò này. Thích hợp cho nhà mình về ghép cốc Thái. Cho nó bám đá rồi rất là ok luôn nha. Lên tiểu cảnh rồi, tuyệt vời luôn. Cây này có mã số là 719 nha. Ở cái hoành của đây tầm lớn hơn ngón tay cái nha mình nha. Tầm 67 á. Cao thì tầm 30. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 400k bao ship nha. Củ cốc chua nhà mình. Này. Nhà mình xem tham khảo nha. Ưng ý được riêng thì ủng hộ nhà vườn luôn. Này. Cây mini nha. Siêu quái luôn nè. Đánh đổi thời gian ấy nha mình. Này. Bỏ thời gian cũng khá là lâu để thu hoạch được một cái củ như thế này nha. Quá là ok luôn. Rồi mã số 719. Giao lưu nhanh với nhà mình là 400k bao ship nha. Cho một củ cốc chua nha mình. Thích hợp cho nhà mình về ghép cốc Thái luôn. Ghép tiểu cảnh đá rồi rất chi là ok luôn nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.